Anh ơi, em vừa làm nhà xong, giờ ngân sách chỉ có 30 triệu. Anh tư vấn cho em một bộ bàn ghế nào ngon, bổ rẻ mà đẹp đi anh. Ok bạn nha. Ngân sách 30 triệu của bạn hiện tại thì hôm nay chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn một mẫu ghế hiện tại đang bán rất chạy. Chính là mẫu ghế tần thủy hoàng bạn nhé. Mẫu ghế tần thủy hoàng của chúng tôi thì với mức giá chỉ tầm 30 triệu thôi thì các bạn có thể sở hữu được rồi. Với các đầy đáp ứng đầy đủ các tiêu chí như là bền này, giá thành hợp lý này, cũng như chất lượng tốt của bạn nhé. Đây chính là mẫu ghế tần thủy hoàng tôi sẽ giới thiệu cho bạn đây. Thì bộ này thì bao gồm có 6 món, một đoạn dài, hai ghế nhỏ, một bàn và hai đôn. Đây, hình ảnh chi tiết đây. Chiếc đoạn này của chúng tôi có kích thước của nó là phần khuôn tranh này, phần khuôn tranh ghế, mặt ghế này thì là dài là 2m37 này, sâu của nó là 60. Đấy, tính theo cái phần khuôn tranh này bạn nhé. Đấy, còn cái phần khuôn tranh này, phần phủ bì sẽ rộng hơn chừng 10 phân. Rộng hơn chừng 10 phân bao quát phủ bì. Và 30 triệu thì bạn sẽ sở hữu được bộ ghế tần thủy hoàng là cột liền. Cột liền, bạn này, cột liền rất là giá trị nhá. Cột liền này, yếm liền rất là khỏe luôn. Cái yếm cái chân này nó liền. Cái chân rất là khỏe luôn. Đó, mặt ghế liền tấm. Mặt ghế liền tấm, vô cùng đẹp. Vách và vách độc tứ quý. Vách độc tứ quý bạn nha. Vân gỗ đây, còn vân gỗ bản đây thì vân gỗ chọn vân rất là đẹp luôn. Chỉ với 30 triệu đồng thôi. Một mức giá rất là bình dân, hợp lý, rất là hợp lý luôn. Vân gỗ đây bạn nhé. Cũng như là bạn có thể để ý được cái đường nét mộc mạ rất là sắc nét rồi. Với tầm tiền 30 triệu, bạn sẽ sở hữu được một bộ ghế đáp ứng đầy đủ các tiêu chí như là gỗ tự nhiên này. Gỗ tự nhiên thì rất là bền rồi. Gỗ tự nhiên rất là bền rồi. Đấy. Cũng như là những cái phần gỗ liền khối giá trị, liền khối giá trị. Vân gỗ thì đẹp, vân gỗ tự nhiên. Đây, 30 triệu thôi, sở hữu ngay bộ này. Tiếp theo, tôi sẽ đi giới thiệu cho bạn một số cái món khác như là phần bàn này. Phần bàn này có kích thước của nó là chiều ngang là 70, chiều dài là 1m4 bạn nhé. Cao là 50, từ mặt đất lên, mặt bàn là cao 50. Phần ghế nhỏ, hai chiếc ghế nhỏ này thì có cái kích thước của nó ấy, là chiều ngang này. Chiều ngang này của nó là 97, sâu là 60, là chúng tôi vẫn tính theo phần khuôn tranh. Rồi, cao mặt ngồi là 40 từ mặt đất lên. Rồi, rất là đẹp luôn. Chỉ với 30 triệu đồng cho ngân sách một bộ bàn ghế phòng khách. Gỗ lạt thì bạn hoàn toàn yên tâm về mức tiền này thì gỗ chúng tôi chọn rất là đẹp rồi. Đây, bạn nhìn nhá. Gỗ rất là đẹp luôn. Vân gỗ rất đẹp luôn. Đây là mặt đằng sau. Mặt đằng sau. Mặt đằng sau đẹp như đằng trước. Đó. Rồi. Đó là tư vấn của chúng tôi cho bạn với mức bộ sản phẩm với mức giá là 30 triệu cho phòng khách nhà mình bạn nhá. Ok bạn.